Dude, I almost had you. You almost had me? You never had me. You never had your car. Granny shifting, not double clutching like you. Chào các bạn một lần nữa lại đến với channel Living Us hôm nay. Chúc các bạn một ngày lễ Thanksgiving thật là vui vẻ với gia đình. Hôm nay trước tiên cái điều mà mình muốn nói là rất là thankful, chữ thankful là rất là biết ơn á. Trong mùa lễ tạ ơn á, rất là tạ ơn á, là trước tiên là cái lưỡi mình hết đau cho nên có thể làm video nói chuyện được với các bạn. Kế tiếp là tạ ơn, là tạ ơn những cái lời tạ ơn rất là đơn giản là Thượng Đế, đó là Chúa. Tụi mình đạo Chúa thì mình cũng tạ ơn Chúa là mỗi ngày thức dậy có hơi thở, có công ăn việc làm, có đồ ăn, có gia đình và có mọi thứ, đúng không các bạn? Kế tiếp thì là một lời chúc rất là tạ ơn, rất là chân thành đến những người subscriber. Một lần nữa mình không có thích dùng chữ fan tại vì mình cảm thấy các bạn là những người ủng hộ, những người supporter mà thôi, family. Cho nên chúc các bạn một mùa lễ tạ ơn thật là vui vẻ và tràn đầy ân phước Chúa ban. Thì hôm nay đó các bạn, mình sẽ làm review video dài, nhưng mà các bạn thấy mình đang đứng kế chiếc Rocky Bunny là tại vì mình có cảm giác như là gần đây chắc mình sẽ bắt đầu, mình sẽ gọi là cứu sống nó vậy. Thì nó cũng không có bị gì nhiều, nó chỉ bị là tại vì mình để lâu quá mình không chạy, rồi cái cục bình nó bị yếu, nó bị hư. Thì hồi bữa có mua cục bình mới cho xe Sienna, kia vlog nó xài lên sao. Thì cái cục bình kia còn xài được thì mình bỏ vô đây, cục bình cũ của mình hay nằm bên bển. Cục đó là có từ lúc có xe tới bây giờ là cũng 4 năm trở lên rồi. Tất cả nó vô lúc mày nói chuyện nè. Dạ, cho nên nó chết rồi. Thì bây giờ cái xe này đó các bạn, hồi bữa đó là nó bị cái check engine light. Check engine light cho cái, nó gọi là cái camshaft sensor. Camshaft có nghĩa là cái cây nó quay mấy cái cam đó. Cái sensor nó bị gì đó, cho nên lâu lâu nó bị. Thì mình sẽ kiếm cách mình thay cái đó, nó nằm ở ngay đây nè, cho nên hình như cũng dễ lắm. Kế tiếp là thay nhớt. Nhớt hồi bữa thay lâu rồi, nhưng mà tại vì để lâu cho nên thôi thay luôn. Mới thay cục bình thì xe nó sạc lại liền luôn. Thì hồi bữa đằng sau này nè các bạn, update với các bạn coi. Thì mình đã đổi cái bô rồi, mình đổi lại cái bô ready hồi xưa của mình. Đó, bô ready hồi xưa đây. Không có chơi cái bô cong lên nữa. Hồi bữa đó là cái này nó bị hư các bạn, thì mình đã cắt rồi, mình sơn lại rồi, everything good rồi. Gắn lại bumper luôn rồi, gắn lại cái diffuser của thằng Rocky Bunny luôn rồi. Rồi kế tiếp là mình mua cái thanh này, cái thanh crash bar, để cho gọi là nó nhìn đẹp hơn, cho nên lúc mà gắn vô đó các bạn rất là đẹp nguyên con. Kế tiếp thì giờ mình đang khám phá đó là mình phải kiếm cách nào để cho kiếm được những cái đèn, cho nên các bạn nào mà có link của những cái đèn đó thì send cho tụi mình biết. Đèn ve với lại đèn thắng, để cho mình sẽ để nguyên hàng ở đây nè, để cho lúc mà mình chạy đó có một cái đèn đỏ nó chiếu xuống nó nhìn rất là đẹp các bạn. Thì cái đó làm sao. Nhưng mà cái này hồi bữa thì mình đã mua về mình sơn luôn rồi các bạn. Mount rồi, everything good rồi nè, thấy không? Cứng cáp. Có luôn cái này ở dưới để cho nâng xe lên dễ. Ok các bạn, kế tiếp thì mình sẽ làm là mình sẽ sửa lại cái trunk này. Trunk này carbon fiber lúc mà mới mua về thì các bạn thấy ở đằng trước nó còn rất là good rồi, thấy không? Ở trên thì nó bị nắng, nó đậu nắng thì biết nó bị chóc. Thường thường mua carbon fiber thì các bạn nhớ mua xong nhớ bỏ cái lớp sơn bóng lên. Ok. Còn cái phần ở trên nóc xe đó thì cái wrap để lâu ngày nó bị chóc rồi, mình sẽ bắt đầu lấy nó ra xong rồi mình đánh bóng lại, rồi mình sẽ bỏ cái carbon fiber cover lên, tại mình có mua cái carbon fiber chồng lên đây lâu rồi. Chắc lúc mày làm mày nhớ kêu tao quay. Quay hết tất cả luôn cho các bạn coi. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cho các bạn sạc xe cho các bạn coi trước. Okay. Nghe cái tiếng bồ khác nè. Là thay bình lỡ nãy là lên liền. Giờ là nghe từ tiếng super chạc này các bạn. Ok các bạn, thì mình cũng đã cho các bạn coi rồi là Rocky Bunny Everest đã chạy lại được.
cái điều mà mình sẽ thay tiếp tục luôn đó là thay luôn cái con ốc, cái bộ ốc mới. Tại vì bộ ốc này là mua bằng nhôm. Mua bằng nhôm đó các bạn, thì nó sẽ một thời gian mình tháo ra tháo vô đi, nó bị tróc đó, thì mình sẽ thay một cái bộ ốc mới, rồi thay luôn cái cây ốc ở trong nữa. Tại vì cây ốc có vài cây bị tróc rồi, thay luôn cho rồi. Thì nói chung là thay bao nhiêu đó đó các bạn. Bộ ốc thì mình đang kiếm vòng vòng, so far thì mình đã bỏ khoảng chừng 400 đồng cho hai bộ ốc khác nhau bằng nhôm rồi, chứ đâu có giỡn đâu các bạn. Mắc ừ, bằng nhôm nữa mà hiệu quất luôn, mà chung với hiệu bánh xe này luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ đi kiếm cái loại khác. So far thì mình khoái cái loại của cái hiệu Likewise. We Are Likewise là một cái tụi hình như họ là ở bên Úc. Comment ở bên dưới nếu mà các bạn vừa coi dài mà vừa thích coi xe luôn. Tại vì cái bộ ốc đó, đó các bạn bấm cho các bạn coi nè, rất là đẹp. Đây là cái Workmaster Wheel nè các bạn. Nó có một cái đâm nhọn rồi nó có mấy cái gai này nè, các bạn thấy không? Mà mình thì mình không có chơi loại gai đó. Chắc mình sẽ chơi loại giống như là gì, vuông vuông thôi. Nhưng mà nó lòi ra đó, đó. Nó nhiều mảnh lắm, cái ốc này nhiều mảnh lắm. Thấy rõ luôn. Thì đây là cái bộ ốc của hiệu Likewise. We Are Likewise. Option nó cũng rất là nhiều đó các bạn thấy không? Mình thấy là bên Nhật đó, tụi nó bắt đầu tụi nó chơi kiểu này, cho nên mình muốn chơi giống gì luôn, chơi cho nó đẹp. Nó là có lock luôn không? Nè, có, nó có lock, nó chia ra nhiều loại đó thấy không? Mua cho tao khi mà cái wheel về. Một cái nè, nhiều kiểu lắm thấy không? Trong số cái này rồi nó chia ra có gai. Chắc tôi nghĩ là tôi có thể lấy gai. Maybe lấy cái đầu gai nhưng mà không có lấy cái đầu xung quanh này. Nó gửi lắm. Bảo mật lắm không? Gửi lắm. Nhưng mà có điều hơi mắc á, nhiều khi lên tới khoảng chừng mấy trăm á. Cho nên để coi. Sao kệ, chơi đáng hơn bị mất cái wheel. Mà vừa đẹp nữa, kho điều rất là đẹp. Xin lỗi các bạn nếu ngày hôm nay mà âm thanh nữa nè như bị giông bão vậy, thì các bạn thông cảm nha, chịu thôi, thời tiết mà. Lỡ yêu quái có tới thì cũng dù sao cũng quay xong được cái video dài. Ok các bạn, thì hôm nay trở về cái vấn đề chính là đây là đôi Retro 1 Low Top. Tên gọi thì chắc gọi anh em được gọi là Bretto. Đây là hộp Jordan 1 Low Top thông thường, hay là những hộp Jordan 1 loại, những hộp Jordan loại mới là màu đen và giống màu gold, màu vàng kim. Size 8.5 như mọi khi. Đôi này đó các bạn thì là mua được ở bên nước châu Á, hình như là Hồng Kông á. Mình mua trên mạng được. Cái này là gold. Tại vì đây cũng trên mạng gold. Tại vì đây đó các bạn là một cái đôi giày mà nó ra bên châu Á với lại nhiều nước bên châu Âu trước. Bên Mỹ thì nó chưa có ra. Bắc Mỹ chưa ra thôi. Cho nên nhiều một khi mà nó ra bên Mỹ đó thì không biết sẽ mua được hay là không. Cho nên mà bây giờ mua được. Bao nhiêu ta đôi này? Mua trên gold là 150. 150 các bạn. Okay. Ship luôn chắc 160. Ok các bạn, giờ mở nha các bạn coi. Wow. Cái đôi này gửi nhưng mà mua mà không có drop bên đây á, thì nếu mà sợ mua fake á thì chửi anh đi Vũ nha các bạn, không phải Nguyên. Nó kêu Nguyên mua. Nhưng mà cái bạn gấu này nó đã ra phái rồi, authentic cây rồi, cho nên mình rất là gửi. Ok các bạn. Sock X thì giờ Nguyên không tin nữa, tại nó lầy quá. Còn Ghost với lại Fly Club, nhiều bạn hỏi á, Nguyên recommend các bạn là nên mua bên Fly Club nhiều hơn, sau đó là Ghost. Đó, hai cái bạn đó là Nguyên thấy chắc ăn nhất trong đám. Rồi đây các bạn, đây là đôi Retro, Retro 1 Low Top. Thằng Nam Quán bữa nó mang đôi này nè. Cái nó vô mấy tiệm dài mà bán reseller giống như Cool Kick này nọ rồi, mà không phải Cool Kick, mấy tiệm ở trong mall. Có mấy thằng nó hỏi là, má mày lấy đôi này ở đâu ra vậy? Tại ở nước Mỹ chưa có các bạn. Chỉ có nhiều bạn mà săn lên hay lên Fly Club với lại Ghost nhiều á thì các bạn sẽ thấy nó. Thì mình coi review dài đó các bạn, thì mình thấy cái anh kia móc đôi này ra gảnh compare với cái đôi Retro High Top, nhìn nó nhỏ lắm các bạn. Rồi compare luôn đôi, trời ơi, đôi Royal Low Top. Đôi Royal 1 là đôi mà mình thích nè, giờ chưa có đôi High Top nữa. Nhưng mà đôi Low Top nó nhìn mão quá, hopefully mua được đôi đó. Thì ok đây các bạn, mình sẽ cho các bạn coi đôi này. Thì so far đó các bạn, nó gọi là cái colorway, cái material, cái vật liệu. Wow. Cổng nó sập luôn á, anh thiệt á. Rồi. Bạn coi cổng. Đây là video không phải review dài nha, video vlog con mẹ nó luôn rồi. Vlog pick up luôn rồi. Vậy nào Thánh nào vô chửi dài quá thì thôi tắt khỏi coi. Thì đây đó các bạn là đôi Retro 1
Retro Low Top. Vật liệu kỳ này Jordan cho anh em ở trên đó là làm bằng da thật sự luôn, chứ không có kiểu giống như là Nubuck đồ này nọ vậy bạn. Cho nên mang rất là chuẩn nha các bạn. Không thể nào mà ném đá đôi này được. Và có một điều tuyệt vời cho những thanh niên sợ cong mũi dài. Là cái đôi này mang vô các bạn. Hồi bữa thằng Quỷ anh Đi Vũ nó mang á, thấy nó không hề bị cong nhiều các bạn. Nó ngộ lắm. Một hồi mình test thử ha. Cái vật liệu nó ngộ lắm. Chắc đồ giả cho nên nó vậy. Chắc đồ giả. Chả biết. Ok các bạn, thì đây là vật liệu của nó, là các bạn thấy là ở bên hông nó có cái màu trắng, cái panel bên hông. Đằng trước thì đương nhiên ở cái toe box đó các bạn, ở cái những cái ngón chân đó thì là nó màu đỏ, rồi ở đây thì nó màu đen. Tượng trưng cho màu red. Nếu mà các bạn nào không biết red á, là cái chữ viết là bê bò R E với lại chữ D, có nghĩa là red là B R E D, là tượng trưng cho màu đen với là màu đỏ chung với nhau. Black and red. Black and red hợp lại. Thì các bạn thấy red. Cái màu đỏ này đó, nó gọi cái màu đỏ này là màu gym red, là màu đỏ của phòng gym. Nào giờ rồi. Đế dài thì các bạn thấy đế của đôi Retro 1. Ok, không thể nào mà có cái đế này vô là ăn tiền. Ăn tiền là nó tức. Đế này được mượn từ đế của đôi Dunk. Đúng rồi. Ok. Ý niệm của đôi Jordan 1 là giống như đôi Dunk của chơi bóng rổ. Nhưng mà có điều khác là tại vì cái phần này mình yêu thích hơn là nó dẹp xuống, nó dài hơn, nó không có đùng lên cục. Các bạn thấy thì đây cái lưỡi của cái đôi dài là nó làm bằng vật liệu ni lông, cũng rất là mềm các bạn. Đó, gần phần trăm là làm bằng mesh, các bạn thấy không? Thấy. Mesh là giải kiểu giải bố mềm. Đế ở trong đó, cái insole á thì lấy ra được không ta? Những bạn mà mới chơi Jordan nó nên appreciate, có nghĩa là nên cảm ơn Jordan. Bây giờ biết tại sao hồi xưa tụi mình chơi dài là mấy đôi một lô như cứt luôn nha, nó thẳng một câu luôn á. Má cái form nó nhìn chuối lắm các bạn. Một hồi nếu có dịp lúc mà xong review mình sẽ để cho các bạn coi một cái clip nguyên có cái đôi đó luôn, đôi một Royal. Và đây là insole màu đen, sock liner cũng màu đen luôn. Những cái lần chỉ, những lần stitching các bạn, tuy là đôi này giả nhưng mà stitching rất là đẹp. Khoan, mày nó biết giả, nó giả riêng từng này. Mày biết cái thằng nào nó vẫn còn dùng form mà một cũ không? Form nào? Jordan Dior một lô. Má được cái thương hiệu Dior thôi nhưng mà mang vô cứng như chó vậy. Chó này. Đôi đó dục này. Đôi Dior nó lấy đó, cái đôi này làm. Đôi đó mình có, mình lấy mình bán, mình mua chiếc S14, S13. Chắc chắn luôn các bạn. Nó thẳng một câu luôn, tại vì nó có cái swoosh của Dior đẹp thôi và cái tên Dior đẹp. Nhưng thật ra cái màu nó thẳng một câu, Nguyên không thích. Đôi này Nguyên thích, nói thật lòng, giận chịu. Thì các bạn, đây là đôi đó, vậy đơn giản mà vậy thôi, thì mình sẽ mang on feed cho các bạn coi. So far thì mình cảm nhận á, nếu mà rating đôi này á, về vấn đề gọi là hình thù, hình dáng, cầm trên tay thôi, chưa mang thử đó, thì mình cho đôi này từ 8.5 tới 9 điểm. Lý do là tại vì nó low top, nó không phải là high top. Nhưng mà đương nhiên high top thì sẽ mắc hơn rồi, low top thì mình cho 8.5 tới 9 điểm. Cái dấu Jordan sau lưng màu này đó thì nó mai lên bằng chỉ trắng, các bạn coi. Nhưng mà đôi này không thể chê được. Đôi này gọi là, mình theo cái thái niệm của mình á, mình thấy đây là cái colorway mới. Nhưng mà colorway mới này nó nghe nó mắc cười cái là nó là nhìn old school. Ngộ không? Colorway mới mà nó là nhìn old school. Má vừa kết hợp retro Chicago luôn. Khủng bố luôn. Cắt phần nữa này là Chicago của mẹ nó rồi các bạn. Đôi này nếu mà thật sự mà mua được bao nhiêu đôi thì nên mua đi man. Nó thẳng câu á. Nguyên sẽ chờ đợt mà release ở Mỹ, Nguyên sẽ mua tiếp. Tại vì cũng có vài người không thích low top cho nên họ đúng có rồi. Thể là lý do tại sao họ không mua. Nhưng mà low top thì mặc quần che lại thì nhìn nó quýt đó. Thôi nó giỡn thôi. Còn không mặc quần cục cũng đẹp mấy. Cái này đi summer mùa hè. Đúng rồi. Lý do low top ra là cho anh em mặc mùa hè mà đi với gấu mặc mùa hè nó không có nóng. Đúng không? 11 low top. Ê, năm nay 11 sắp ra, các bạn nhớ mua khu về ha. Trời đẹp quá. Ê, nếu mà tối nay mà mày có đi riêng với Khánh, đi riêng với Nghệ, nó đi Black Friday các bạn, rồi sáng mai có thể đi chung với Nguyên. Thì có gì mày quay bằng phone của mày, mày coi cảm nhận có đi cả ngày thế nào. Khánh nó định plan lấy cái nồi này đi các bạn. Đúng rồi. Black Friday tối nay. Cảm nhận nha các bạn coi. Có gì mày quay nha. Ok. Thì muốn trả lời thêm với các bạn, đây là vlog rồi chứ không phải review dài. Là các bạn comment là hỏi đồng hồ Khánh mang là đồng hồ gì đó. Đây là đồng hồ G-Shock Mud Master. Đây là cái series Master của họ, chia ra 3-4 cái khác nhau. Và đây cho giống như là đi gọi là đi sình bùn, đi mang bình thường, nó không có bị dơ, nó không bị gì hết. Rồi có loại chế cho thủy quân, có loại chế cho bay máy bay luôn, không bị gì hết. Cái loại này thì nó mới ra cái phiên bản 2 rồi.
phiên bản hộp á là GW1000, các bạn thấy không? Nó có những cái sensor, ba cái sensor khác nhau, đo nhiệt độ, đo kim chỉ nam, đủ thứ luôn các bạn. Thì nó đã ra phiên bản 2 là GW2000, cái này là GW1000. Thì mình rất là gọi là một Thanksgiving, mình rất là thankful là mình mua được cái đồng hồ GW1000 này. Tại vì GW2000 nhìn nó chui lắm. Yeah. Các bạn nào comment dưới nếu mà các bạn nào có thấy cái đó rồi. Nó có thêm mấy cái phần ở ngoài bên đây nó bằng carbon fiber, đẹp lắm, carbon fiber đẹp. Nhưng mà mình nhìn kỹ là nó không có định vị được. Nó nhìn cái đồng hồ, nhiều người comment trên mạng nói đó là nó không có định hướng được cái đồng hồ này là đồng hồ gì. Cho nên mình rất là cảm kích là mình mua được cái GW1000 này. Đồng hồ này giá tiền bên Mỹ kim đó là hình như 800 mấy 900. Chỉ sợ. Mà cái phong cách review của Khánh lúc nào cũng dài các bạn. Mà mình tưởng là chán, ai ngờ có nhiều bạn vô nói là vẫn là như vậy, kênh vẫn không bao giờ mất chất. Vậy hả? Trời, quá mừng luôn ha. Nhân dịp lễ tơ cũng cảm ơn những cái bạn đó. Cảm ơn rất nhiều những cái comment đó. Comment rất là tuyệt vời. Giống như là các bạn biết mình làm cực khổ video cũng đâu có nhiều đâu. Mà được nhiều các bạn khen để lấy đầu động lực như vậy mà cảm nhận được giống như là cái phong cách của tụi mình làm á thì rất là cảm kích. Một lần nữa đó. Đây các bạn, on feed thì mình sẽ quay. Quên nói các bạn nữa, cái này nè các bạn, Nguyên sẽ để video lên sau nha. Đây là đôi pick up mới của Ultraboost 2021. Vì hàng này lên sao hay lên trước? Tùy à, không biết bữa nào lên. Thôi kệ mẹ, đăng ký kênh rồi thấy nữa. Đăng ký lên thấy rồi, mệt quá. Mệt quá. Rồi, fan view này các bạn. Ra đây nè, nắng quá. Nó đẹp không? Rồi, nhau nha. Sẽ có một cái cinema đi. Rõ ràng cho các bạn coi. Đẹp quá. Má mang vô là thấy như là mấy ông già người da màu mà chơi dài Jordan đó mình. Bằng tuổi Michael Jordan nữa. Đằng trước là cho lòi lưỡi nè, sau là đằng bên trái là che lưỡi. Nhìn nó không có hai bên. Mặc với cái quần này nè. Giống như là chất old school vậy. OG original. Nhưng mà đôi này phải xước lại tại vì nếu mà không á nó hơi lỏng đó, nó bật chả hiểu sao anh đi Vũ mang bật được hay. Thấy không? Hay em đẹp quá. Nhìn giống như là bên Boston hay là bên đâu vậy. Cái phong cảnh này nè. Giống như miền đông nước Mỹ các bạn ơi. Được. Chết. Review dài này nó lạ lắm. Đua quá đẹp man. Ta sẽ cho nó cinema được luôn. Thét dài luôn hả? Đúng, đứng không được bạn. Tôi sợ đập vô cái xương rồng. Go man. Oh man. Yeah. Thằng Khánh nó nhảy dài này thì kỳ sau ra Nguyên phải mua thêm rồi các bạn ơi. Cho nên các bạn nếu được cơ hội thì nên mua đi. Đẹp quá. Kỳ sau là chắc Nguyên sẽ mua thêm 2 đôi nữa. Đẹp, đòi đâu này, không có chê đâu được hết. Đẹp không? Ừ, không chê. Trời, thêm chiếc Evo tới. Đó của hàng sớm rồi. Rồi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp các bạn ở video kỳ sau. Biết là lâu quá không tập rồi, nên thở thấy mẹ luôn. Bạn nên nhớ subscribe, coi tiếp content gì dài với xe. Gần đây Khánh với Nguyên có coi Nguyên chỉ Khánh cái video của bên channel này. Mình sẽ để luôn cho các bạn. Để đây, nếu mà các bạn là thích coi GDM old school đó. Shout out free cho ảnh luôn, ảnh không biết mình là mình shout out thôi. Cho nên các bạn nào coi comment, nhớ đi vô comment của ảnh, ghi là from live with us. Live with us, send me here. Send me here. Nhớ nha. Nhớ ghi. Mình sẽ để dưới live with us, send me here. Thì những người đó là những người chơi GDM đó các bạn. Coi channel ảnh rất là vui, mình đang coi từ tập 1 tới mới luôn. Ảnh đổ GDM, ảnh buôn bán, ảnh nhập xe, trời ơi, đã bạch não luôn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp các bạn ở video kỳ sau. Một lần nữa chúc các bạn một mùa Thanksgiving thật vui vẻ bên cạnh gia đình. Sắp tới mùa Giáng sinh rồi. Chúc các bạn đầy phước lành, nhớ giữ ấm. Và dịch bệnh thì cũng còn, cho nên các bạn nhớ đi chơi thì nhớ đi chơi kiểu an toàn nha. Ok, hẹn gặp các bạn ở video kỳ sau.
sẽ mang đi ân tình, sẽ tan đi những giá vàng. Merry Christmas, yeah. Và cùng nhau ngồi đây lắng nghe tiếng hát đêm. Và dường như em đang mong chờ ai đêm Giáng sinh đã rất lâu rồi từ ngày đầu. Một lần được biết.